Trong khi dịch đang diễn biến phức tạp thì tại các đơn vị, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì đều đặn. Bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên ngành, việc duy trì tốt cường độ huấn luyện, xây dựng sức khỏe dẻo dai, ý chí bền bỉ cho bộ đội có ý nghĩa hết sức quan trọng để đảm bảo lực lượng trực ban, trực chiến đấu cũng như các nhiệm vụ đột xuất khác. Và với những lực lượng đặc thù như phòng không không quân và hải quân, việc huấn luyện đảm bảo giữ vững an ninh, an toàn từ trên không, trên biển là một yêu cầu khó khăn hơn trong thời điểm hiện nay. Thực tế đó càng đòi hỏi các lực lượng này phải luyện tập tốt các phương án sát thực tế, sát tình huống, sát vũ khí trang bị để thích nghi với tình hình. Giữa đại dịch COVID-19, những cánh bay trực thăng của các đơn vị vẫn thường xuyên duy trì tốt việc trực ban sẵn sàng chiến đấu, trực cứu hộ cứu nạn, chuẩn bị tốt phương tiện kỹ thuật, nhu yếu phẩm phục vụ các trường hợp khẩn cấp. Không quân là một trong những lực lượng được bảo vệ một cách đặc biệt. Vì vậy, tất cả mọi nguy cơ phòng chống lây nhiễm đều được triệt để tiến hành. Tất cả các đơn vị không quân đã thực hiện nghiêm túc việc cấm trại, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan tới đơn vị. Trong phòng giao nhiệm vụ hay ngoài sân bay, tất cả đều thực hiện đúng quy định giãn cách 2 mét. Với chủ trương điều chỉnh huấn luyện sát yêu cầu thực tế, việc luyện tập thuần thục yếu lĩnh, động tác trong xử lý tình huống, đặc biệt là trong mùa dịch, là trọng tâm huấn luyện. Các đơn vị đã chỉ đạo tăng cường huấn luyện buồng tập mô phỏng, chống giãn cách bay, đảm bảo hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung huấn luyện năm của lực lượng không quân. Chúng tôi tập trung vào là huấn luyện chỉ tiêu cá nhân, huấn luyện cụm số và chúng tôi hạn chế cái huấn luyện diễn tập chiến thuật phân đội và diễn tập chiến thuật. Và chúng tôi cũng tập trung vào cái huấn luyện bay. Đối với các lực lượng làm mặt đất và các cái lực lượng huấn luyện bay thì chúng tôi cũng phải có những cái biện pháp để chúng tôi trong quá trình tổ chức huấn luyện thì không bị là làm thế nào để tổ chức phòng chống dịch cho nó tốt. Trước kia là huấn luyện tập trung, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi cũng đã triển khai các cái huấn luyện theo các cái cấp phân đội nhỏ. Và trong cái huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện bay thì chúng tôi cũng không thực hiện các cái ban bay lớn mà chủ yếu là các cái ban bay nhỏ, để vẫn đảm bảo được cái sẵn sàng chiến đấu, giữ được cái lực lượng và không ảnh hưởng đến khi có các cái tình huống xảy ra. Tại 5 vùng hải quân, các đơn vị tàu mặt nước, tàu ngầm thời gian qua đã duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, đặc biệt là đảm bảo huấn luyện các tình huống theo thực tế trên biển đảo, nắm chắc khẩu lệnh, thứ tự, thao tác nhanh, chính xác. Mỗi vị trí vừa phải đảm bảo tốt nhiệm vụ của mình, vừa biết thao tác vị trí khác, với phương châm giỏi một biết nhiều, giỏi nhiều xuất sắc một. Toàn tàu đã khắc phục khó khăn, triển khai luyện tập thao tác thuần thục các bảng của chiến đấu nhằm tăng cường rèn luyện cho bộ đội đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tại các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, đối mặt thường xuyên với sóng gió, công tác huấn luyện thể lực được tăng cao về mật độ. Bù cho việc giảm huấn luyện lý thuyết, võ chiến đấu tay không, thể thao đặc chủng, thể hình, chạy dài được duy trì tốt ở đơn vị tàu ngầm, đặc công, hải quân đánh bộ, giúp bộ đội có sức đề kháng tốt trước các nguy cơ. Đây là sự chuẩn bị sẵn sàng cho huấn luyện ra ngoại, diễn tập hiệp đồng trên biển khi dịch được khống chế hoàn toàn. Trên cơ sở huấn luyện theo từng nhóm, từng tốp, từng ca, từng kíp, cuốn chiếu, bảo đảm khoảng cách, an toàn, cán bộ cấp cơ sở, cấp ủy, các cấp, phân công cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy, cấp ủy viên, bám nắm sâu sát từng nhóm, từng tốp để theo dõi, chỉ đạo, động viên, kịp thời giải quyết những khó khăn, những vướng mắc. Thường xuyên quan tâm, nắm chắc tình hình mọi mặt, từ tư tưởng, tâm lý, sức khỏe của bộ đội. Vũ khí trang bị, tàu thuyền được đảm bảo hệ số kỹ thuật cao, con người sẵn sàng về tinh thần, kỹ năng thao tác để cất cánh bay lên bầu trời và khởi động những hải trình ngay khi có yêu cầu nhiệm vụ.